Đây là cái gì đây? Wow, chiếc máy xúc đẹp quá. Xúc màu gì đây?
đấy chưa? Đấy rồi. Không phải. Nè, chúng ta gần một đống cát đấy. Kéo lên. Quay sang. Kéo xuống. Gạt xuống. Đúng rồi. Đổ. Hoan hô. Đầy chưa? Thế đây à? Xúc nữa cho nó đầy nhá. Xúc con xúc cát làm gì đây? Thả tôm. Hả? Xây nhà. Nói to xem nào. Xúc cát để xây nhà. Gạt lên. Gạt con gạt nữa lên. Gạt lên. Gạt lên cái con đỏ cơ mà. Đúng rồi. Gạt mạnh à. Mạnh à. Đấy. Đúng rồi. Quay sang. Quay sang. Quay sang cơ mà. Gạt xuống. Đúng rồi. Giỏi quá. Ui, đồ này máy xúc giỏi quá. Đây rồi, đi đổ đây. Đây rồi, mang đi đổ đi. Cái này à, xúc nữa cho đây nhá. Ôi dồi, sao đây? Phải đây à? Yeah.